ở đó. À, em cũng xin cảm ơn họ đã vào chửi em nha. Và bây giờ thì em xin đối giới thiệu đôi chút để cho mà cô chú anh chị cũng như là các cô gái nào mà đang muốn quen em hiểu hơn về em. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Cảnh và làm YouTube với cái tên là Cảnh T. Năm nay em cũng đã hơn 30 rồi. Năm nay là năm tuổi của em, năm 31 tuổi. Thì 31 tuổi đầu mà bây giờ thay lốp xe, trong túi không có 1 triệu, trong túi còn không có 1 triệu đâu thay lốp xe, còn dèm qua người này dèm qua người kia, rồi có vợ giờ lấy gì mà để mà nuôi vợ? Thế em có vợ gì em lấy gì em nuôi vợ? Mà bây giờ em lên nó thật sự đó, anh nói Cảnh T nè, anh nói em đừng có buồn, vì cái anh nó là nó thật sự là anh nói cái sự thật, mà cái sự thật nó sẽ bắt lòng, thậm chí là có cái sự va chạm đó. Cái người phụ nữ họ chọn một người đàn ông là ít nhất cái người đàn ông dù nghèo như thế nào chắc nữa, nhưng mà ít nhất cái người đàn ông nó phải có cái lập trường, có quan điểm, và nhất là phải có cái lòng tự trọng. Chứ còn không ai mà chọn em mà khi mà biết em lên cộng đồng mạng em ăn mày em ăn xin như vậy, rồi em lên em bảo rằng là để em live stream lên rồi cho cộng đồng mạng chọn giùm em, ông nội không có người phụ nữ nào mà người ta can đảm mà tới để em live stream để mà người ta chọn em ra cho chọn người ta đâu, đúng không? Cho nên là Cảnh T gọi là nó mở rộng cái là độ tuổi, từ bô lão ấu thơ tất cả là được, nó nói đâu nó đâu có cái quan trọng độ tuổi đâu, miễn sao ai tới để mà kết nối tình duyên là ok hết trơn hết trọi. Trời đất thánh thần thiên địa, anh ngồi mà thật sự anh ngồi anh ôi như cấp quá vậy. Tôi nghĩ rằng ông nội đây chắc là cái kiểu giống như là Càn Long ngày xưa, tiếng mà tiếng cung tầng mỹ nữ đầu là thật sự ra đó, đứng một hàng đó là chọn, chọn 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 đó là thái giám đưa vô vừa thôi mày. Từ đã không có ăn có ăn là ngon rồi, đã không có ở là ngon rồi, không có uống là ngon rồi, mà bây đặt bây giờ kém cá chọn canh, trời đất thánh thần cây cục kéo. việc về nhà cửa cát đá này kia đó thì trước mắt là em không có. Người ta muốn tìm vợ là người ta phải có nhà cửa xe sang cho. Dạ, trước mắt là em không có, em ở nhà thuê và đang có một đứa con 11 tuổi và cha mẹ đó. Hiện tại thì gia đình em 4 người và đang sinh sống ở Bình Phước. Nghe tới đó là mấy phụ nữ là gọi là lấy dép bỏ chạy đâu có gì, nghe tới đó là người ta nhóm 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 chân rồi đó, đúng không? Đó. Cho mà nghe tới kiểu là bây giờ là tới tới mấy câu gọi là giới thiệu ban đầu là người ta gọi là nhóm nhóm chân người ta bỏ chạy đấy, nói chung là cái giới thiệu nó không có ấn tượng. Cái giới thiệu mà thật sự ra là cái đối tượng đó là con là thật sự có gì không có người phụ nữ mà dám nhảy vô đó. Cái từ đối tượng là anh đang dùng cái những cái gọi là anh đang dùng nó nhầm cái vị trí rồi. Anh nội ơi, ta đi tiếng nàng về dinh mà tại sao là mình gọi nàng là đối tượng dễ cưng, nó phải gọi câu từ khác chứ, gọi gì mà đối tượng, như bây giờ anh nói em là đối tượng là được, đúng không? Vì sao mà anh nói em đối tượng? Vì em có những cái chiêu trò là em đi lừa đảo cộng đồng, em có những cái chiêu trò là cái như là tuyên truyền dị đoan mê tín. Em có những cái hành vi đó là gọi là hủy hoại tài sản của người khác. Em có những cái gọi là cái động thái trong những ngày vừa qua là thật sự nhiều lắm. Bây giờ mà liệt kê ra em để mà gọi em một cái từ là đối tượng thì nó thật sự anh nghĩ là nó phù hợp hơn, đúng không? Ai đâu mà rước người ta về dinh mà bây giờ bảo rằng là người ta là đối tượng này đối tượng nọ. Không biết cái gia đình của là cái chỗ thầy bói mù mấy ngày vừa qua không biết là có nắm được thông tin này hay không, để cho tôi rất cần là cái gia đình này phải lên tiếng. Những cái vấn đề mà Cảnh T đó là đốt bàn thờ đó rồi lên tuyên truyền dị đoan mê tín kiểu như vậy thì tôi nghĩ là gia đình cũng phải lên tiếng vấn đề này. Đây là một trong những cái là thật sự nó cực kỳ cái như là phản cảm, nó có những cái gọi là mất đi cái sự mà luân thường đạo lý của một con người không thể chấp nhận được. Còn có đi tới đâu đi thật sự cái hành vi này của Cảnh T không có thể chấp nhận được quý vị. Đấy. Mày cảm thấy rằng bây giờ mày là một trong những người mà bị hại đó, thì mày đi kiện anh, chỉ có cách mày đi kiện anh.
thì cái là luật pháp mới trả lại mày sự công bằng tao. À, nếu như mày sanh ma chuẩn, mày sanh ma trúng, à, thì tao xin lỗi mày, bao nhiêu thiệt hại của mày tao sẽ đòi bồi thường. Đấy chưa? À, chào ông cả ta. Đó, những cái tao nói sai về mày thì mày lập vi bằng, mày làm được mà. Sao mày không làm? Mà mày qua kênh này kênh kia bảo rằng mày là nạn nhân của tao. Mà tào lao. Đó. Và cái việc mà hẹn hò hay gặp mặt đó, thì em sẽ đến tận nơi của các cô nàng để mà live stream. Nếu mà có người thật sự muốn làm quen thì liên hệ với em qua Zalo 0974437 33, 0974437 33. Tối nay anh đến với Cảnh nha. Tối nay anh sẽ đến với Cảnh, mình kết nối với nhau Cảnh nha. Trời ơi, dễ sợ không? Quá trời quá đất không? À, lên mà tiếng vợ còn lựa chọn là Cánh dễ thương ghê luôn. Tối nay anh sẽ đến với Cảnh tiếp nha. Tối nay anh dùng số điện thoại khác, à, không dùng số cũ nữa, được không? Mai mình gặp nhau live stream Cảnh nha. À, rồi anh sáng uống cà phê, à, rồi nhớ live stream để cho bà con lựa chọn nha. Trời đất thánh thần thiên địa nhức nách đó Cảnh ơi, nghe em mà em lên em tiếng vợ kiểu rây là anh thật sự anh nhức nách dở sợ luôn. Công nhận có cái chủ kênh nó cũng có nhiều cái tiện quá vậy đó không? À, mình làm chủ kênh nhiều lúc nó cũng có nhiều cái gọi là nó tiện lợi quá chứ. Không có tiền lên xin tiền để phục vụ cho bản thân đó. Không có đàn bà lên cỡ như làm mồi chài đàn bà luôn để phục vụ cho bản thân. À, quá trời quá đất, có hay không anh Cảnh? Được không? Tối nay anh sẽ gặp em lại bằng cái số điện thoại khác. À, chúng mình sẽ kết nối với nhau ha. Trời ơi, dễ sợ không? À, vậy đó quý vị. Nó kiểu như vậy mà bảo sao mà không nói. Trời ơi, nó gọi là nó chơi ăn cái cục tức trong này đâu. À, đáng lý mấy cái vụ này tôi không có lên tiếng đâu, mà do nó nói nó là nạn nhân thì thôi bây giờ nó thật sự đó, mình lên mình cho gọi cho tới nắp luôn. Đó. Mày đi comment dạo, mày đi comment mà mày còn cái kêu gọi mày là nạn nhân là thật sự mày vô mấy kênh gọi là khỉ ho cò ghế, những kênh ăn chặn ăn giật không? À, mà mày cho rằng mày là nạn nhân thật sự tao cũng kết cho mày chung trong một cái bánh nữa luôn là ok rồi đúng không? Trời ơi, Cảnh hơn là Cảnh, dễ sợ luôn Cảnh. Thấy là khủng khiếp quá Cảnh à. Em sẽ trực tiếp nói chuyện qua điện thoại và ghi âm lại để cho cô chú chị nghe cuộc đối thoại, và sẽ không tiến đi xa, chỉ đơn giản là hẹn gặp uống nước và live stream. Có gì thôi, chỉ gặp uống nước và live stream và đưa lên trên nền tảng mạng thôi, không tiến đi xa. Mày nghĩ ai mà rảnh háng Cảnh hả? Mày không tiến đi xa, mắc chi người ta mang cái mặt của họ lên để cho mày câu like câu view mày mà tào lao đó không? Mày cũng rảnh thiệt, mày rảnh chứ người ta đâu có rảnh đâu. Người ta tới tìm mày là người ta vì sao? Cũng muốn có một người chồng ông nội. Còn mày cho rằng là bây giờ là không tiến đi xa, ủa không tiến đi xa mà tiến làm gì? Hey, không tiến đi xa bây giờ người ta tới gọi là làm cái pho tượng cho mày live stream. À, rồi mà kiếm tiền gọi là tiền bo, à, tiền tiếp, à, rồi kiếm tiền gọi là cái tiền YouTube, à, rồi cái danh dự của người ta để mà lên live stream đó, à, rồi ta hỏi mày cái người phụ nữ nào mà họ cam chịu cái kiểu như thế này, trời đất, hỏi chị hình của em coi có chịu kiểu đấy không? À, nói thật á, tối nay điện qua gấp chị hình đây, à, chị hình em trâu chiêu bài nên là chị chịu không? Chứ ông nội tôi đã đảm bảo quý vị không có ai chấp nhận đâu quý vị. Trời đất thánh thần ơi, anh lên mà anh không tiến đi xa mà anh kết nối tình duyên với người ta, thế mà kết nối làm gì? Mày tính mày dùng hàng miễn phí hả? Mày tính mày gọi là mày lợi dụng người đàn bà luôn hả Cảnh? Được hả? Với cộng đồng là lợi dụng tiền bạc, còn bây giờ với người đàn bà mà tới kết nối nó thì nó lợi dụng về cái gọi là cái những cái vấn đề là ABC. Tóm lại là lợi dụng thân xác, lợi dụng hình ảnh người ta để câu like, lợi dụng thân xác để giải quyết những cái nhu cầu. Mày bây giờ nó thật sự y xì Long Tứ. Biết Long Tứ không? Long Tứ chồng chim sâu đó. Long Tứ chồng chim sâu mà lúc nào cũng lên không gian mạng là yêu chim sâu, thương chim sâu, mà nó nằm nó banh càng ra ở nhà cho chim sâu đi sinh về nuôi nó. Tiền mạnh thường quân cho chim sâu thì Long Tứ và mẹ nó là gọi là chiếm đoạt toàn bộ luôn, thậm chí những cái vật dụng nhỏ nhoi nhất.
Bây giờ thấy cảnh tê này, anh nhớ nhớ một người đó là Long Tứ, thấy em y xì vô Long Tứ luôn. À, tới con người ta đó để mà lợi dụng, để mà cái thật sự giải quyết cái nhu cầu tất yếu. Chứ còn bảo rằng là cưới hỏi thì không. No, 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 không căn cứ, không hỏi. Đó. Ủa, không cứ không hỏi, tìm hiểu con người ta làm chi? Tìm hiểu cảm thấy không hợp thì chia tay. Đó không? Đó, mà chơi kiểu như chiêu bài như thằng Trường ngày xưa nữa, trời ơi. Khi mà nó gọi là nó dẫn con ven mà vừa ở chung với nó quý vị, bà xấu thì bà dí, bà cưới cho bằng được. Nó thì không. Nó bảo rằng bây giờ chúng con là cái như là để xem cái duyên cái nợ như thế nào. Đó, tôi lên tôi hốt thẳng luôn. Cái duyên của lỗ bay là cái duyên là phụ thuộc vào tiền của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân hết gửi tiền là bay hết duyên. Đấy không? Và đúng như vậy. Khi tôi lên tôi quốc riết cho một hèo, bắt đầu là Mạnh Thường Quân là người ta bó của chạy lá người luôn. Là nó cũng là bó con ven chạy lá người thôi. Mà bà con để ý, cái chỗ cái cách mà chài mồi của thằng Cảnh Tê này nó giống như cái thằng Trường ngày xưa. Thằng Trường ngày xưa nó bắt đầu từ lúc mà nó quen con ven đó, nó có một cái gọi là nó bắt đầu nó mở cái móng nhà nó làm đó quý vị. Đó, con ven trong này làm nhà, ngoài kia nó cũng mở ra nó làm nhà. Bắt đầu là cái gì nó lên nó cũng live stream hết, nó live stream chính trong căn nhà của nó. Và nó bảo rằng nó thiếu cái này, nó thiếu cái nọ, nó thiếu cái kia. Lúc là thiếu đèn chùm, lúc thiếu bàn thờ, lúc thiếu cái máy quạt. Đó, cuối cùng Mạnh Thường Quân cũng đổ xô về cho nó. Đây là một trong những cách ăn mày của những thằng gọi tàu lao bá chớ. Cảnh Tê bây giờ thật sự quý vị, nó cũng đang học theo lại những cái chiêu trò của thằng Trường ngày xưa. Đó. Bây giờ cái kênh nó là Trường Nhiều Chuyện. Ngày xưa là Trường Vlog, kênh Trường Vlog bắt đầu là nó quay con ven một khoảng thời gian, bắt đầu là tàn sát luôn. Đó, người ta tẩy chay luôn. Bây giờ là đổi sang là lập một kênh khác, đổi sang là Trường Nhiều Chuyện. Đó. Chợ lũ bay hết chuyện bay lên mà bay chơi kiểu lùa gà thế này là Mạnh Thường Quân nào chịu nấu. Đấy. Bây chơi mà bay lên bay ăn mày cái đây là Mạnh Thường Quân, nó thật sự người ta có in tiền ra người ta cũng không đáp ứng cho bay nổi. À, bất kỳ ai cũng vậy quý vị, đã đi làm công thì thật sự cũng là chờ đúng tháng lãnh lương, đúng không? Mà có làm ông chú bà chú thì thật sự quý vị cũng phải có dự án, cũng phải có hợp đồng kinh tế rồi người ta mới là cũng là chờ đến giai đoạn là nghiệm thu thanh toán tất cả mọi cái chứ. Ở đâu mà thật sự ngày nào bay cái lên cũng ăn mày thế này là Mạnh Thường Quân chạy mà cầm đầu chạy cũng không nói. Ngày nào cũng lên ăn xin thì Mạnh Thường Quân nào mà người ta lo tiền cho bay nội kịp, đúng không? À, mình chưa tới tháng nhận lương, Mạnh Thường Quân chưa thanh toán được đơn hàng, ông nội nó đã thấy cái mặt của thằng Cảnh Tê với thằng Trường Pháp Sư rồi lên ăn mày rồi. Chơi này thật sự quý vị, tôi nói là cái nghề đó gọi là một trong những nghề rất khó đó quý vị, nghề rất khó. Chỉ cần mặt dày một cái là lên cứ xin bất chấp người ta chữ cũng là không quan trọng. Trường là thằng Cảnh nói nè, chữ đâu em đâu có quan trọng đó. Bây giờ hôm nay em lên em tiễn vợ chứ em đâu có xin tiền đâu mà chữ em. À, mà tiễn vợ vẫn cái số tài khoản. À, hay à. Đó. Cho người ta chữ em là nhẹ đó Cảnh. Thật sự. Người ta chữ em là nhẹ đó. À, em làm anh thì sống nhanh. Về cái cuộc đối thoại đó của em với người đó. Ví dụ người A, cô chú anh chị mình thấy không hợp, thì em sẽ gặp tiếp người B. Và chỉ đơn thuần là gặp nhau với tư cách là bạn bè, không tiến xa. Và sau đó là bắt đầu nhờ cô chú anh chị mình xem coi thử là người nào phù hợp với em thông qua cái chương trình này. Thì chương trình này của em á, là sẽ không vội vàng, là phải kỹ càng và rõ. Và những cái cô chú anh chị mình á, là sẽ là người ông Tơ bà Nguyệt, ông Mai bà Mối giúp cho em. Tôi nói quý vị, cái màn nó lên nó tiếng vợ lại là bà con tốn cả khúc tiền rồi đó. Đó không? Trời đất thánh thần thiên địa, tiếng người A không được thì tiếng người B không được tiếng người C. Ta nói cái màn đây giống như mua đất quá Cảnh. Nó tết Congo mà chưa tiếng được vợ. Mày kiểu mà mày tiếng vợ kiểu đây, tao nói đảm bảo mà tết Congo luôn mà chưa tiếng được vợ đâu. Đó vì sao? Mày đâu có lập trường chó gì đâu mà tiếng được vợ. Đã là cái con người đó thì xin thưa quý vị, phải có cái điểm khuyết, phải có cái ưu và nhược điểm. Mà bây giờ mày là tiếng vợ cho mày mà để cho cộng đồng mạng chọn là chết cha người ta rồi. À, người phụ nữ nào nó thật sự cũng ăn gan, gọi là gan hùm người ta mới dám lên mà ngồi bên cạnh mày đã tiếng vợ thôi. Để cho mày chọn, mày ngắm, mày nhìn thôi.
trời đất thánh thần ơi, không đi xa, cái mỏ của ông mà thật sự không đi xa hả, à, tiền mà trong túi của người ta ông nói mà người ta còn dâng ra được cho ông 10 mấy triệu đó, mua nhà mua đất đã trả hiếu trả nghĩa, mà người đàn bà bên cạnh ông thì thật sự lúc ông xuống live stream rồi biết ông có đi xa hay đi gần, ai đâu biết, ông chơi kiểu thật sự nguy hiểm quá vậy. Đây là một trong cái tôi cảnh báo trước, nguy hiểm cực kỳ nha, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Cái màn đã cảnh tê chơi cái này là thật sự quá mạo hiểm luôn đó. Áo tướng giữa sợ tránh, trời đất thanh thần đó. Tôi nói thật sự cảnh tê mà đứng hàng số 2 thì không ai đứng hàng số 1. Cái độ tránh độ lì đó, khủng khiếp quá. Khi mà nghe anh lên bắt đầu là anh thể hiện mình rung cầm cập luôn, chết cha rồi, hết cái chiêu trò này, bây giờ cảnh tê lại cái chiêu trò khác rồi. Còn nếu mà về vội vàng á, thì thật sự thì nó đổ vỡ nhiều lần rồi, em cũng đã đổ vỡ đôi lần rồi, và em bị gái nó dụ cho có con rồi nó bỏ nữa. Trời ơi, bó tay không có gì. Giờ mày sống làm sao, vợ nó bỏ chạy gọi là nó bỏ con là giữa chợ. Do cả cách sống cái cảnh, nhớ không? Người phụ nữ thật sự quý vị, người phụ nữ họ có những cái rồi thật sự, cái gì có thể họ bỏ được, nhưng con cái thật sự họ cũng ít có bao giờ họ bỏ. Trường hợp cái gì đó họ mới bỏ con họ, gọi là dứt áo ra đi thôi, đúng không? Người phụ nữ thật sự quý vị, cái thiên chức của họ là người mẹ, cho nên cái vấn đề mà bảo rằng họ bỏ con để ra đi một cách đơn thuần thì tôi nghĩ rằng chắc ít có người, thậm chí rằng phải là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà vì sao mà người phụ nữ bắt đầu họ vô họ dụ em để có con rồi bắt đầu là họ dứt áo ra đi cảnh? Trời ơi, ai đâu mà chấp nhận một người chồng như em cảnh, lúc nào em lên em cũng ăn mày trên mạng thì người ta cũng nhục lây chứ, đúng không? Người ta cũng nhục lây chứ. Bây giờ nó thật sự một người chồng là người ta tử tế đàng hoàng, người vợ tự hào. Chứ còn người chồng ở lên cộng đồng mạng cái ăn mày mà gọi là cái là năm cùng tháng tận là ăn mày miết vậy, thật sự quá vậy. Ông nội người phụ nữ nào mà tự hào ở ra đường nói cái con này, con ri là cái là vợ của cảnh tê nè, cái thằng mà mẫu lần lên livestream là nó ghim số tài khoản để nó xin tiền xin điểu đó, cái thằng đây là cái thằng cảnh tê là chồng của con này mà lên xin tiền đã báo hiếu cho cha cha mẹ đó. Ông nội vợ nào chịu nổi mày, buông liền buông liền đó. Không biết được quá vậy. Hôm nay mà nghe cái cảnh mà cái màn cảnh tê tiếng vợ là thấy là cái nhân là quá trời quá đất luôn. Không có giới thiệu, có giới thiệu chim sâu đó quý vị, chim sâu cho nó đấy. Chim sâu là bồ của Long Tứ đó. À, thật là cái con bé gì mà nó lên trong không gian mạng nó cũng ăn mày giống như em á cảnh tê. Con bé gì mà thật sự nó ở trong một cái chòi mà cái là nó lên bắt đầu là mẫu lần nó lên là than khóc còn hơn cảnh tê nữa. À, nó cũng lên ăn mày đó. Ở đến ngày mai tôi tìm hiểu lại chỗ con đó để xem thế nào, hoặc là con tiền nái đó, con tiền nái mà cái banh của thằng Minh Tân nó quay mà gọi là nó quay mà nó lên nó diễn những thức phim mà ở chung với thằng rể đó. À, trời ơi, nhiều trường hợp lắm, anh giới thiệu cảnh tên đảm bảo cái chiêu nào anh giới thiệu em cũng dính. Vì sao? Những người đó nó hợp với em vì là người ta cũng lên mạng, người ta ăn mày, người ta ăn xin bất chấp. À, cho nên nếu như cảnh tê cần thì cứ liên lạc qua anh làm mai cho, anh làm mai là đảm bảo là mướt tay lắm, mướt chân lắm. Vấn đề là chú có chịu hay không?